từ cô gái mà yêu cầm ưu cầm cái suy nghĩ bậy bạ như vậy. Đúng béo. Cái miệng. Cái miệng các bạn nghĩ đúng không? Sai rồi em ơi, đừng bằng phải lập ra của cha. Tiếp theo, bạn con thông qua các bạn yên tâm. Cái gì? Cái lưỡi vô cùng chính xác. Phát điên mừng ạ.